Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 17 địa phương xin hỗ trợ gạo dịp Tết và những dấu hiệu cho thấy sự bất ổn về an ninh lương thực. AFA tiếng Việt ngày 23 tháng 1 loan tin 17 địa phương đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết âm lịch. AFA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết, tính đến ngày 18 tháng 1, có 17 địa phương đề nghị chính phủ trung ương hỗ trợ gần 15.500 tấn gạo. Trong số này có gần 13.000 tấn hỗ trợ cho 17 tỉnh nhân dịp Tết âm lịch Giáp Thìn và hơn 2.600 tấn cho 5 tỉnh vào mùa giáp hạt 2024. Danh sách cụ thể gồm Sóc Trăng, Cà Mau, Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Quảng Bình, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Hà Giang, Kon Tum, Bắc Cạn, Bình Phước. Hai tỉnh mới nhất đề nghị gạo cứu đói chưa được truyền thông nhà nước nêu rõ. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết tính đến ngày 10 tháng 1 vừa qua, chỉ mới có tỉnh Sóc Trăng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định hỗ trợ hơn 3.500 tấn gạo. Theo AFA, vào dịp Tết âm lịch năm ngoái Quý Mão, Chính phủ Hà Nội hỗ trợ gạo cứu đói cho 8 tỉnh gồm Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum. 4 tỉnh được Bộ Lao động đề nghị hỗ trợ gạo dịp giáp hạt gồm Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông và Kon Tum. Việc một số tỉnh xin cứu trợ gạo dịp Tết dường như đã trở thành thông lệ, nhưng năm nay số lượng tỉnh xin cứu trợ tăng đột biến. Liệu điều này có phải là tín hiệu báo trước một sự bất ổn trong tương lai gần hay không? Trước đó, ngày 14 tháng 9 năm 2023, AFA đã loan tin Việt Nam xuất cấp hơn 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ gạo quốc gia cho 5 tỉnh phía Bắc và một tỉnh Tây Nguyên, đó là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Đắk Lắk và Cao Bằng. Hình ảnh nông dân Việt Nam. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam chủ yếu là Philippines, Indonesia và Trung Quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gạo 4,2 triệu tấn, bất chấp những cảnh báo về việc thiếu lương thực do El Niño và đi ngược lại với xu hướng thế giới về dự trữ lương thực. Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước cũng cho biết, những năm gần đây, Việt Nam gia tăng nhập gạo từ Ấn Độ, Campuchia. Tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 367,5 nghìn tấn gạo Ấn Độ trong 5 tháng đầu năm 2023, đứng thứ 8 trong số các nước nhập khẩu gạo Ấn Độ. Năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu gần 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ và Campuchia. Việc xuất khẩu gạo ồ ạt rồi lại nhập khẩu gạo với số lượng lớn có thể dẫn đến nguy cơ về an ninh lương thực. Một khi gạo Việt Nam đã xuất, nhưng gạo các nước khác đột nhiên ngừng xuất vì một lý do nào đó. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước e ngại El Niño gây thiếu lương thực như hiện nay. Hình ảnh đồng bằng sông Cửu Long khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thực tế, tháng 7 năm 2023, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng do lo ngại sản xuất lương thực sụt giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chính phủ Thái Lan cũng kêu gọi nông dân giảm diện tích trồng lúa để tiết kiệm nước do hạn hán. Những điều này đã khiến cho an ninh lương thực thế giới bị đe dọa hơn. Vào tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp không mua gom gạo ồ ạt trước tình hình giá gạo đang lên nhanh để bình ổn thị trường và đảm bảo cung ứng cho giai đoạn Tết Giáp Thìn năm 2024. Không rõ các doanh nghiệp có thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương hay không, nhưng một số nguồn tin riêng cho hay, trong vài tháng gần đây, việc thu mua lúa trong dân và trên thị trường tự do rất khó khăn do thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, báo Công Thương cuối năm 2023 cho biết, nhiều đối tác nhập khẩu chủ động tìm đến các doanh nghiệp trong nước để hỏi mua gạo và đặt cọc cao. Liệu điều này có phải là lý do khiến cho lúa bị hụt nguồn cung hay không? Nếu chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam không có tầm nhìn dài hạn và không có phương án dự phòng tốt, thì việc Việt Nam trở thành một quốc gia thiếu lương thực sẽ là tương lai không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin 17 địa phương xin hỗ trợ gạo dịp Tết và những dấu hiệu cho thấy sự bất ổn về an ninh lương thực. Liệu thủ chính có ra tay đỡ đòn hiểm của Tôn, tránh cho đàn em sổ khám? Ngày 20 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho khởi tố Ngô Đình Chén, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, và Trần Công Tỏ, cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính.
Hai ông này bị khởi tố do sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower. Địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Tuy có lệnh khởi tố, có lệnh khám xét nhà, nhưng công an không bắt giữ người để điều tra, mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú. Thêm một trường hợp khởi tố nhưng không bắt tạm giam. Cũng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Như vậy là cả ba nhân vật liên quan đến sai phạm công trình Hạc Thành Tower đều bị khởi tố nhưng không bị bắt tạm giam. Đây là trường hợp không bình thường, bởi không tạm giam thì quá trình điều tra sẽ gặp khó khăn. Đó là chưa nói đến khả năng bị can bỏ trốn. Nhóm lợi ích chính trị Thanh Hóa cũng được xem là nhóm mạnh với một ủy viên Bộ Chính trị và bốn ủy viên Trung ương Đảng. Tuy Thanh Hóa chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị, nhưng nhân vật này là Thủ tướng Phạm Minh Chính, người được xem là có quyền lực đứng thứ nhì trong hệ thống chính trị Việt Nam, chỉ sau ông Tổng Bí Thư. Nhưng dù cho ông Phạm Minh Chính quê gốc Thanh Hóa, nhưng sự nghiệp chính trị của ông thì hầu hết là ở Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông vẫn được xem là nhân vật đầu tàu của nhóm lợi ích Thanh Hóa. Vì là nhân vật có thực quyền lớn đứng thứ nhì, nên khi ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào sào huyệt của ông Thủ tướng thì luôn gặp trở ngại rất lớn. Cho tới nay, ông Tô Lâm vẫn chưa làm gì được dàn cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dưới trướng ông Phạm Minh Chính khi ông này làm bí thư tỉnh. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa bị khởi tố nhưng không bị bắt tạm giam. Khởi tố một cựu ủy viên Trung ương Đảng như ông Trịnh Văn Chiến thường do Bộ Công an ra tay. Tuy nhiên, đối với vị đồng hương này của ông Thủ tướng thì Bộ Công an lại để cho Công an tỉnh thực hiện. Mặc dù ông Phạm Minh Chính đã rời khỏi Bộ Công an từ năm 2011, nhưng ông Chính vẫn cài người ở lại bộ này. Tô Lâm không thể kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an. Việc khởi tố một cựu ủy viên Trung ương Đảng được đẩy xuống cho Công an tỉnh thực hiện không phải là ngẫu nhiên, mà rất có thể có bàn tay quyền lực nào đó can thiệp. Bởi khi đẩy vụ án xuống cho Công an tỉnh thì thế nào cũng xảy ra hiện tượng cả nể mà không dám mạnh tay, bởi giám đốc Công an tỉnh là người dưới quyền bí thư tỉnh. Tuy Trịnh Văn Chiến đã hết quyền lực, nhưng cái uy trong chính quyền tỉnh thì vẫn còn. Việc khởi tố mà không bắt tạm giam đã là một sự bất thường, và điều tra một ủy viên Trung ương Đảng mà lại được đẩy xuống cho Công an tỉnh thực hiện cũng là điều không bình thường nữa. Những dấu hiệu này cho thấy có thể có một bàn tay quyền lực nào đó can thiệp, nhưng rất khó để khẳng định vì không có bằng chứng. Một số người nghi ngờ có khi nào ông Phạm Minh Chính đã can thiệp để các đồng hương của ông khỏi phải sổ khám hay không. Việc khởi tố mà không bắt tạm giam cũng từng xảy ra với trường hợp của ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Phiên xét xử ông Thản diễn ra vào năm 2023 đã dừng lại giữa chừng vì tòa án trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra. Không biết đến bao giờ vụ án của ông Lê Thanh Thản mới bắt đầu xét xử trở lại. Ông Lê Thanh Thản bị Công an Hà Nội khởi tố nhưng không bắt tạm giam. Ông hiện giữ lá bùa là bốn câu thơ do Tổng Bí Thư ban tặng. Vụ án của ông Lê Thanh Thản cũng diễn ra không bình thường. Rất có thể có ai đó đã can thiệp vào, để ông chủ của Mường Thanh không phải ngồi tù chăng? Ở nhà nước tự xưng là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này, luật pháp không thống nhất, tiêu chuẩn kép được áp dụng tràn lan. Những người thực thi pháp luật lại vi phạm quy trình tố tụng, cố ý uốn nắn để làm sao cho có kết quả theo ý họ. Với tù nhân lương tâm thì từ không có tội họ sẽ ép thành có tội. Với quan chức họ lại tìm mọi cách để giảm tội hoặc thậm chí là khởi tố nhưng không bắt giam, không xét xử như các trường hợp nêu trên. Ở xứ này, pháp luật không bằng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu thủ chính có ra tay đỡ đòn hiểm của Tô, tránh cho đàn em sổ khám. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo.d